cha lô cà thi ba tì sa hàm ba tì ca tành cha lì an thi qua rằng ai già cha thà sang tì tha sát tát ba ra cha khá cha tì cà đề sê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chàng sát thầm ma phê rình quy na dành cha cà giang sút tành cha bàn thằng a phi thầm ma chầm măng A à, cô ta dành tổ cha tu sắc cha đành đằng bắp bồ tha này về Parisa gia mai chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang lúng chờ, trời ló mọc đặc nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tản mùi hương, phát màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngài rời chân sang, thuyết phát độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàng từ bi, chúng sanh ngồi chốn ni tối mê, cầu được trí chi vạn toàn. Dạ, phần thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa ạ. Sa thú kính cảm ơn sư Kim Nhung. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức thượng tọa pháp thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện. Dạ, con xin được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Như Quang. Tương kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên. Táp La Mã phẩm đoạn bài 10 La Mã chớp. Vật gì chiếu sáng đời, vật gì thức tỉnh đời, ai cộng nghiệp với người, tự chỉ chúng là gì, ai nuôi kẻ nhát xiên. Như mẹ nuôi con cái, hữu tình, gì trì mạng, y cứ vào đại địa. Thế Tôn, trí tuệ chiếu sáng đời, chánh niệm thức tỉnh đời, bò cộng nghiệp với người, đường cài là con đường, mưa nuôi kẻ nhát xiên. Như mẹ nuôi con cái, mưa trì mạng chúng sanh, y cứ vào đại địa. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính bạch thượng tọa pháp thanh. Dạ, con cung thỉnh sư bản giảng giải bản kinh ngày hôm nay rộng rãi một chút. Dạ, con đọc sao con thấy khó hiểu quá bạch sư. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dân mít đến sư ạ. À, dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. À, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức và chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và hôm nay thì cũng là cái ngày đầu tiên mùng 1 mà để rằm cái đại lễ Tam Hợp rằm tháng tư, thì cũng kính chúc từ tôn đức pháp thể ngang và chúc tất cả
quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, an ổn trước những cái bệnh tật, dịch bệnh, và luôn luôn có sự cố gắng nỗ lực tu học, có nhiều tiến bộ, tạo được nhiều phước báo trong mùa lễ tam hợp. Và trước khi vào phần chia sẻ giải thích cái câu Phật ngôn thứ 10, thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược, ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm muôn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức có thể ngăn nghe. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến thoát trong ngày vị lai. Thì tại sao mà các ngài lại lấy cái tựa đề của cái bài thứ 10 này là chớp? Chớp ở đây là cái ý nghĩa nó giống như là cái bầu trời đêm. Bầu trời đêm mà khi mà có chuẩn bị mà có mưa gió rồi ha, thì sao? Thường thường nó có những cái tia chớp, những cái tia chớp nó lóe sáng lên trên cái bầu trời đen tối thui ha, mà có một cái tia chớp nó lóe sáng lên. Thì cuộc đời của chúng ta nó luân lưu trong cái dòng quay sanh tử này đó. Thì sao? Chúng ta bị luôn luôn bị cái vô minh nó bao phủ, giống như cái bầu trời ban đêm vậy đó. Nhưng mà may mắn phải nói là chúng ta cũng có phước có duyên, cho nên là chúng ta gặp được Phật pháp, giống như cái người lữ hành mà đi trong đêm đó, đi mò mẫm trong đêm đó, nhưng mà may mắn có được một cái tia chớp nó lóe sáng lên, ít ra trong cái giây phút mặc dù nó lóe sáng lên đó, cái thời gian nó rất ngắn, nhưng mà từ đó mà chúng ta thấy được những cái cảnh vật xung quanh, có thể thấy được những cái gai góc, những cái hầm hố, và chúng ta có thể xác định được cái phương hướng nào đó cho nó được tốt đẹp để mà mình dấn bước. Thì đó là cái tại sao mà các cái vị Sà-lê đã sắp xếp và chọn cái tựa đề của cái câu Phật ngôn này là chớp, tức là chúng ta phải biết tận dụng cái đời sống của kiếp nhân sinh này. May mắn chúng ta sanh được làm người, rồi chúng ta có trí tuệ, có nhân duyên, chúng ta gặp được Phật pháp.
thì chúng ta phải biết để mà xác định cái phương hướng của mình, để vượt qua cái màn đêm vô minh bao phủ, để đi đến một cái nơi an ổn. Rồi cái vị chư thiên đã có những cái câu hỏi, thì Đức Phật cũng đã trả lời. Cái gì chiếu sáng đời thì trí tuệ chiếu sáng đời. Quý vị thấy rằng đó, trong cái đời sống chúng ta đó, có những cái nó rất là quan trọng đối với mình. Là cái gì? Là tài sản, sức khỏe và trí tuệ. Nhưng mà thiếu thốn tài sản thì chúng ta sống cũng được, mặc dù cái vật chất nó thiếu thốn thì mình cũng hơi khó chút, nhưng mà mình cũng sống được. Nhưng mà nếu mà cái sức khỏe mà kém quá thì chúng ta muốn làm gì cũng không được hết. Sức khỏe mà kém, bệnh hoạn quá, muốn tu không tu cũng được, muốn học cũng được. Cho nên là cái sức khỏe cũng là một cái điều quan trọng. Rồi cái quan trọng hơn đó, quan trọng hơn cái sức khỏe nữa là gì? Là cái trí tuệ. Bây giờ cái người mà có sức khỏe đầy đủ, có tài sản nhưng mà không có trí tuệ, thì cái tài sản, cái sức khỏe này cũng đem lại lợi ích gì? Tại vì khi mà không có trí tuệ đó, thì sử dụng cái tài sản của mình nó không có đem đến cái mục đích tốt đẹp. Có tài sản nhiều rồi là thì tiêu phung phí một trong những trò vui của thế gian, đem đến những cái không có lợi ích gì hết, mà còn có khi là tạo những cái ác bất thiện nghiệp nữa. Rồi cái người mà có sức khỏe vậy, có cái sức khỏe rồi mà nếu mà không có trí tuệ đó thì sao? Đem cái sức khỏe mình làm những cái chuyện mà vô bổ. Quý vị thấy những cái người mà võ sĩ, những cái người lực sĩ, để gì? Để phô trương khoe khoang cái sức khỏe, cái sức mạnh của mình. Nhưng mà sao? Cái sức khỏe này nó cũng không có trường tồn. Mấy ông đại lực sĩ có bao giờ mà sống quá 100 tuổi đâu. Thành ra đó, cái tài sản, cái sức khỏe mà nếu mà không có trí tuệ, nó dẫn dắt để hướng đến cái những cái pháp thiện, hướng đến những cái con đường chân chánh đó, thì cái tài sản, cái sức khỏe này nó cũng là không có lợi lộc gì hết, thậm chí nó có thể là nguy hại nữa, nếu mà chúng ta không biết sử dụng cái tài sản, cái sức khỏe của mình. Còn cái người mà kém tài sản, sức khỏe cũng không có được trọn vẹn tốt đẹp, nhưng mà có trí tuệ đó thì sao? Mình cũng ráng, mình biết những cái điều thiện, điều lành, mình phân biệt được những cái nào là bất thiện, những cái nào là ác pháp, mình cần phải xa lánh, cần phải diệt trừ. Rồi mình biết những cái pháp thiện, mình phải nỗ lực thực hành
dung bồi. À, thành ra đó, nếu mà so sánh ba cái quan trọng nhất trong đời sống thì cái trí tuệ nó là quan trọng hơn hết. Nếu mà tài sản bị hao hụt, bị mất mát, sức khỏe nó bị suy giảm thì nó cũng không có nguy hiểm bằng cái trí tuệ. Cái người mà già cả lớn tuổi hay là có những cái chứng bệnh bây giờ mà họ gọi là cái bệnh Parkinson đó, thì những cái mà nó mất mát về trí tuệ là rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tu tập là chuẩn bị cho cái giây phút cuối để chúng ta đi trong cái sự hay biết, tỉnh giác. Nhưng mà những cái người mà do cái duyên nghiệp như thế nào đó biết, mà đến cái giây phút cuối cùng khi mà ra đi đó, là trong cái sự mà không có được bình tĩnh một cách bình thường, thì á những người này á là chỉ do cái nghiệp lực nó dẫn dắt đi thôi. Còn nếu mà mình có sự tu tập nỗ lực đó, mà khi mà chúng ta ra đi với cái tâm quân bình, an tịnh sáng suốt, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, an vui. Còn những chúng sanh do cái duyên nghiệp, do cái bệnh tật mà cái trí tuệ nó bị mất mát, thì chỉ sao? Chỉ nương nhờ vào cái nghiệp lực. Thành ra đó khi mà cái tổn giảm mất mát về cái trí tuệ nó hết sức là quan trọng. Cho nên là mới nói là trí tuệ sáng đời là ý nghĩa là như vậy. Rồi chánh niệm thức tỉnh đời, thì cái chánh niệm ở đây đó, nó từng giai đoạn, những người mà họ chú tâm họ làm vào cái công việc đó, thì cũng họ cũng có niệm, không? Họ chú tâm vô cái công việc của họ đang làm, họ cũng có niệm chứ. Ví dụ như bây giờ những người thợ họ làm việc, họ cũng có cái chú niệm vô cái công việc của họ đang làm. Thành ra cái công việc của họ mới đi đến tốt đẹp. Nhưng mà những cái công việc của họ làm á, có đôi lúc những cái việc làm của họ nó không có chân chánh. Ví dụ như bây giờ cái những cái người mà kỹ sư về hóa chất rồi chẳng hạn, khi mà họ suy tư, họ chăm chú để mà tìm ra những cái chất thuốc ở thế gian ta nói là thuốc bảo vệ thực vật, tức là thuốc này á nó xịt để mà diệt trừ cái côn trùng để bảo vệ mùa màng. Thì ở cái theo cái chế định tục đế của thế gian thì cái việc này làm có lợi cho người nông dân, nhưng mà đứng trên cái về cái chính chất của giáo pháp thì cái này là có lợi cho một người nhưng mà tổn hại cho biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên là cái này nó thuộc về cái tà niệm.
bà niệm thì bà định, bà tinh tấn. À, đó, cái sự nỗ lực của họ để mà tìm ra được cái công thức thì nó phải cũng có cái sự tinh tấn chứ, không? Rồi có niệm, có định nhé. À, nhưng mà cái này là nó đem đến cái tai hại, gây khổ đau cho chúng sanh khác. Cho nên á, khi mà một cái người mà họ biết, bây giờ mình học kinh, học pháp, nghiên cứu về Phật pháp đó, thì sao? Thì muốn có đạt được cái sự hiểu biết là phải niệm, phải có sự ghi nhớ. Bây giờ học một câu pháp của kinh thôi, chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần, thì sao? Mỗi lần mà quý vị đọc một câu pháp mà một câu, thì sao? Quý vị có sự ghi nhớ cái câu đó, không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời Phật dạy rằng. Thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà quý vị đọc á, mà quý vị có chú tâm, có chú tâm vô từng chữ, miệng mình đọc, tâm trí mình theo dõi, tai mình nghe được cái âm thanh mình đọc đó. Khi mình sống trọn vẹn như vậy đó là có niệm. Thì cái niệm này đó, với những cái niệm mà của mấy người mà họ làm những cái công việc mà chế tạo ba cái vũ khí chất độc, chất sai rồi đó, thì cái này á cũng là chánh, cái chân chánh hướng về cái điều lành, nhưng mà cái cấp độ của nó là chưa phải là giải thoát. Còn mà cái niệm mà cao, tức là chánh niệm ở trong bát thánh đạo á, tại vì là cái vị hành giả này á, chú tâm để ghi nhận thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy được nhân quả của danh sắc sanh, sanh trụ diệt, như thế nào biết, đó thì cái đó đó hướng đến cái đạo quả đó, hướng đến cái sự giải thoát đó, thì cái đó là cái chánh niệm nó cao tột, cho nên là chúng ta phải biết như vậy. Hồi đó giờ cái tâm mình buông lung, nó chạy lung tung à, bây giờ mình quay về mình chú niệm, quan sát, ghi nhận cái chuyển động của hơi thở, thì chính cái chánh niệm ban đầu này á, nó là cái sơ khai, mặc dù là nó còn non yếu, nhưng mà chính nó sẽ làm cái nền tảng để phát triển, để đạt đến cái chánh niệm của bát chánh đạo. Đó, cho nên là cái chánh niệm này đó thì mới thức tỉnh đời. Đời là gì? Thế gian này, đời là mình buông lung theo cái trần cảnh, mình chạy theo ngũ trần, dục lạc thế gian. Đó, đời là gì? Giống như hồi nãy mình nói là bóng tối của vô minh nó bao trùm. Thành ra đó, khi mà chúng ta trong một giây phút, một sát na thôi, mà mình có trọn vẹn cái niệm của mình á,
thì giống như là trong cái đêm tối mà có một cái tia tia chớp vậy đó, à nó lóe sáng lên, ha, đó, để gì? Để mình mới thấy được. Thì cũng vậy á, hồi đó giờ mình chạy theo trần cảnh bên ngoài, các cái căn của mình á, là buông lơi dễ vui, à chạy theo sắc thinh vị xúc, à nhưng mà bây giờ á, nhờ mình có sự học tập tìm hiểu suy tư, à trong ngay một cái giây phút, một sát na thôi, mà chúng ta hay biết trọn vẹn cái công việc, à cái đối tượng hiện khởi ngay giây phút đó, là chúng ta sống có niệm, à mà có niệm thì sẽ có định, có định thì mới có tuệ, à thành ra đó, nếu mà chúng ta sống trọn vẹn giây phút đó, đó, à thì giống như cái tia chớp vậy đó, à nhờ có cái điều kiện, thấy không, à phải có cái độ ẩm sao đó, à mấy nhà mà người ta nghiên cứu, à phải có cái điều kiện là độ ẩm sao đó, rồi á phải có cái gì, cái cực điện âm, cực điện dương, à thì khi đó đó cái hình thành cái tia chớp, hiểu vậy, à phải có cái niệm, à cái niệm nó làm nền tảng, à cái sự chú tâm trọn vẹn, à nó làm cho cái tâm định ngay giây phút đó. Thì khi mà đủ những cái điều kiện này, cái tia chớp nó lóe sáng lên giống như là cái tuệ, à cho nên á là lúc đó đó, chính nhờ cái chánh niệm, à rồi chúng ta có sự hiểu biết, có trí tuệ để chúng ta phân biệt được, à cái điều nào thì mình nên thực hành và cái điều nào thì mình phải tránh xa. À do đó mà khi mà có chánh niệm rồi đó thì chúng ta được thức tỉnh, à nhờ cái lóe sáng của cái trí tuệ, à thành ra chúng ta tỉnh thức được trong cái giây phút đó, à chúng ta phân biệt được những cái cảnh trí, à xung quanh gai góc hầm hố rồi biết được, từ đó mà mình có thể mình tránh xa những cái tổn hại khổ đau. À cho nên là nếu mà không, chúng ta sống buông lung không có niệm thì giống như là cái bị bao phủ bởi cái đêm tối của vô minh, à còn nếu mà chúng ta trong một cái giây phút nào đó mà chúng ta có sự ghi nhận, hiểu biết đầy đủ, à đó, thì lúc đó đó là chúng ta có trí tuệ, à mãi minh sanh thì vô minh diệt. Mặc dù cái tia chớp nó nhá lên có một phần trăm giây thôi, nhưng mà ngay cái giây phút mà cái ánh sáng nó lóe lên, không? Nó đẩy lui được bóng tối, à nhưng mà đó các vị thánh A La Hán thì giống như là cái bầu trời mà quang của ban ngày đó. À, cái ánh sáng nó kéo dài liên tục. Còn mình là phàm nhân, mình phàm nhân thì cái tia chớp nó lé lên thì mình sáng được chút, như vậy rồi nó bao phủ tối nó lại, à thành ra mình cứ nỗ lực mình kéo dài, hả, cái tia chớp nó sáng nhiều chừng nào á là mình phát triển cả trí tuệ nhiều chừng ấy, à cho đến khi mà nó có đủ sức mạnh, à nó trở thành cái ánh sáng của mặt trời, à thì nó soi sáng thế gian trọn vẹn luôn. Thì đó là cái trí tuệ của bậc thánh A La Hán.
rồi bò cộng nghiệp với người, đường cày là con đường. Thì cái người nông dân á, cái người nông dân mà họ muốn làm cái công việc mà đồng áng mà đỡ vất vả thì sao? Họ phải có con bò, con trâu, để nó làm cái công việc nó kéo cái cày. Thành ra đó, cái công việc này đó, nếu mà không có cái con bò con trâu, không có cái sức kéo đó, thì cái việc làm của cái người nông dân nó rất là khổ cực, vất vả. Cho nên đó, cái con bò con trâu á là nó cộng nghiệp, nó cùng cùng với người nông dân để làm cái công việc đồng áng nha. Nếu mà không có con bò con trâu thì cái người này á phải phải cuốc, cái cuốc từng nhát cuốc để lật cái đất. Mà tại sao cái người nông dân phải 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 cày, phải cuốc? Tại vì á, quý vị biết hồi xưa thì đâu có các cái loại mà thuốc trừ cỏ như bây giờ, mà muốn cho những cái cỏ này nó chết á, đỡ phải tốn công mà nhổ cỏ thì phải sao? Phải lật, phải trở cái đất, phải trở cái đất để gì? Để dùi cái lớp cỏ này xuống, cái lớp cỏ này nó bị lật xuống dưới rồi đó thì sao? Nó bị úng nước rồi nó thúi, nó chết đi. Khi mà nó chết đi thì nó tạo thành cái chất phân, để khi mà cái người nông dân ta gieo trồng những cái hạt giống đó, ta cấy cái cây lúa xuống đó, thì chính cái mục rửa của cái loài cỏ này nè, những cái cây hoang dại đó, nó chết đó, nó trở thành cái chất phân. Chứ hồi xưa thì đâu có thuốc, có phân hóa học rồi như bây giờ. Cho nên đó là cái người nông dân đó, trước khi mà rải những cái gieo những cái hạt giống, cấy những cây lúa xuống đó, thì sao? Phải phải làm cái công việc, phải cày. Nếu mà người nào mà không có tiền, không có mua bò mua trâu được đó, thì sao? Phải tự mình cuốc cuốc để lật lật cái đất. Cho nên trong cái công việc này đó thì con bò con trâu đó là nó phải phải cùng cùng làm, cho nên là cộng nghiệp nhau. Đó thì thật sự ra trong gia đình, vợ chồng con cái cha mẹ rồi đó nha, là sao nó có những cái nghiệp, chính những cái nghiệp tương đồng này á nó mới nương gá nhau, nương trú nhau để tạo thành một cái gia đình. Đó, tức là trong cái nghiệp của chúng sanh á, nó có những cái nghiệp tương đồng. Chính cái những cái nghiệp tương đồng này đó, sau khi mà một cái chúng sanh mà cái cận tử nghiệp nó đến rồi, cái chúng sanh này chấm dứt tuổi thọ trong đời sống hiện tại thì sao? Lúc đó là do cái năng lực của nghiệp nó dẫn dắt cái thức tái sanh của cái chúng sanh này tìm một cái những cái gia đình, những cái chủng tộc, những cái quốc độ mà nó phù hợp, nó thích hợp để nương gá. Thì sao? Tất cả gặp nhau là gì? Là do những cái ràng buộc trong đời sống nhiều đời nhiều kiếp. Cái ràng buộc này là gì? Là liên ái hoặc là hoàng trái, để gặp với nhau. Gặp với nhau thì chẳng gì trả nợ nhau mà thôi. Đó. Mà cha mẹ nợ con cái thì phải phải lo lo cho nó. Còn nếu mà con cái mà thiếu nợ cha mẹ
thì con cái lo cho cha mẹ rồi vậy thôi. À, gặp nhau rồi thì cái sự ràng buộc của luyến ái của hoàng trái nhá. Rồi mưa nuôi kẻ nhát xiên như mẹ nuôi con cái. À, thì quý vị thấy rằng đó, à, trong gia đình vậy, đâu phải đứa con nào nó cũng siêng hết đâu. À, có đứa thì nó cũng siêng năng, nhưng mà có đứa nó cũng lười biếng. À, có đứa thì nó hiếu thuận, à, nhưng mà cũng có đứa nó ngốc, ngỗ nghịch. À, mà bây giờ á, mình á, trên cái chế định của tục đế, mình là cha là mẹ, thì cái bổn phận á, là phải lo cho con cái. À, không phải đứa nào siêng năng thì mình mới lo, đứa nào nó lười biếng, à, rồi mình không lo, phải không? Thành ra đó, à, mưa đó là cái quy luật tự nhiên. À, không phải vì cái người nông dân cày ruộng trồng, à, gieo trồng cấy hái mà có mưa. À, mưa là cái quy luật, à, tự nhiên mùa màng. À, có mùa hè thì nóng bức, mà đến mùa mưa thì mưa nó tầm tã. À, thì cái quy luật tự nhiên. À, cho nên đó là cái tâm của cha mẹ cũng vậy đó. Cái thiên chức tự nhiên của cha mẹ phải săn sóc, à, lo cho con cái khi mà nó còn nhỏ. À, chừng nào nó lớn, nó trưởng thành, à, thì mình mới đỡ lo chứ không phải là không còn lo. À, đó. Cho nên là giống như cái tâm của cha mẹ, à, giống như là mưa đó. À, mình làm cái nhiệm vụ để mình lo cho nó, con cái, dù là đứa nó siêng mình cũng lo, mà đứa nó lười biếng mình cũng lo. À, có nhiều khi cái đứa mà nó lười biếng nó mình còn lo hơn cái đứa siêng nữa, tại vì mình thấy ở cái đứa nó siêng năng, nó ý thức được, nó biết được, à, nó lo, nó làm công việc, à, để nó tạo cái đời sống. Còn cái đứa mà bây giờ đó, nó lười biếng, thấy không, thì mình phải còn lo nhiều hơn nữa. À, cho nên là dù là đứa siêng hay là đứa lười biếng gì đó, cha mẹ cũng lo, giống như mưa. À, cây lớn cây nhỏ, à, cây to cây bé gì không biết, mưa là nó vẫn tưới ướt hết. À, nó không phân biệt, à, không phân biệt chỗ nào hết là đó. Y cứ vào địa đại ở đây là chúng ta nương tựa vào đâu? Nương tựa vào cái quả đất này, à, cái mặt đất này để mà mình sống, không? À, chúng ta ở cũng trên đất, rồi sao? À, chúng ta trồng trọt cấy hái cũng ở trên đất, à, rồi sao? Rồi khi mà thân hoại mạng chung thì sao? Thì nếu mà không thiêu á thì sao, ta chôn xuống dưới đất. À, thành ra đó, đất nó cũng làm cái công việc của nó đang nâng đỡ mọi loài. À, người tốt thì nó cũng nâng đỡ, mà người ác bất thiện thì nó cũng nâng đỡ. À, khi mà chúng ta, à, gieo trồng những cái bông hoa tươi tốt, à, đất nó cũng không mừng. Mà chúng ta đem rác rến, đem những cái vật ô uế chúng ta đổ lên đất thì nó cũng không có phàn nàn. À, vì cái công việc, cái chức năng của nó là nâng đỡ cho tất cả mọi loại nương tựa ở trên nó, vậy thôi. À, cho nên á là chúng ta phải biết gì? Cái giáo pháp. À, cái giáo pháp á thì hiển lộ ở trên thế gian này, à, dù cho có bậc chánh đẳng chánh giác hay là không có bậc chánh đẳng chánh giác,
thì các pháp nó vẫn vận hành theo cái quy luật, theo cái định luật của nó. Nhưng mà đó, nếu mà khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này đó, chỉ dẫn cho chúng ta thấy được những cái điều thiện lành, những điều tốt đẹp để chúng ta thực hành, để làm cái chỗ nương tựa. Đó thì chúng ta phải không, phải tự tự xây hòn đảo, tự nương tựa, tự y cứ vào các cái thiện pháp. Như là con người mình phải nương tựa trên trên cái mặt đất này để mình sống. Đó, cho nên đó là chúng ta phải tất cả mọi loài đều nương tựa ở trên đất này để mà sống. Thì khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta phải nương tựa vào cái các pháp thiện tốt đẹp để mà chúng ta thực hành các cái điều thiện lành tốt đẹp trong cái đời sống, để nó là cái chỗ nương nhờ, nó là cái chỗ mà chúng ta y cứ, hay là hòn đảo, tự xây hòn đảo, tự làm cái chỗ để mà nương trú cho chính mình. Đó là cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Thì ở đây á, là cái điều quan trọng nhất để chúng ta hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật là gì. Trong đời sống này đó, thì chúng ta phải biết những cái người xung quanh mình đó, là những cái người có sự cộng nghiệp với mình, nhưng mỗi người lại có một cái biệt nghiệp riêng. Trong tất cả chúng sanh ở một cái trú xứ, một cái quốc độ, trong một cái dòng tộc, đơn giản là trong một cái gia đình, tại sao tất cả những chúng sanh này có cái nghiệp tương đồng, cho nên là cái nó cộng nghiệp với nhau. Nhưng trong mỗi mỗi chúng sanh đó, nó có cái biệt nghiệp riêng. Thành ra quý vị thấy không, trong một cái thành phố, nhưng mà dịch bệnh nó xảy ra có một cái khu nào đó thôi, còn những cái khu xung quanh này á, nó không có. Đó, tại vì những cái chúng sanh này đó, nó cộng nghiệp nhau, nhưng mà những cái chúng sanh á này nó biệt nghiệp, nó không có. Thấy không? Đó, ví dụ như trong một cái phường đi, trong một cái phường nó xảy ra, nhưng mà có một hai nhà nó bị bệnh, nhưng mà cách ly thì cách ly nguyên một phường, nhưng mà trong đó nó có một hai nhà nó bị bệnh thôi, còn một số nhà khác thì không có bệnh, nhưng mà do cái cộng nghiệp nhau nó cũng khó khăn chung. Nhưng mà những cái nghiệp chúng sanh nào nặng thì nó dướng vô cái bệnh tật nó nặng hơn, còn những cái kia đó thì đâu, nó chỉ bị cộng vô cái sự khó khăn mà thôi, chứ nó không có bị bệnh nặng. Rồi một số bệnh này nè thì đâu phải là ai cũng chết hết đâu, có những người thì trị bệnh nó hết bệnh, còn những người không vượt qua được đó. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu vậy đó, cái nghiệp, có những cái nghiệp nó cộng trú với nhau, nhưng mà có cái biệt nghiệp riêng. Thì quý vị thấy rằng cái trường hợp mà khi mà ông vua Quý Đu Đá Phá ổng qua ổng tru diệt cái dòng họ Thích Ca đó, thì Đức Thế Tôn cũng cộng nghiệp, nhưng mà
ngài chỉ bị đau đầu, nhức đầu thôi. À, rồi trong cái dòng tộc Thích Ca đó thì có những người bị sát hại, à, nhưng mà có những người cũng trốn thoát, vượt qua được cái sự tru diệt của vua Vĩ Đu La Hóa. À, đó thành ra mình phải hiểu như vậy đó. Trong cái đời sống này đó, là ở trong một cái quốc độ, trong một cái dòng tộc, trong một gia đình, thì những chúng sanh này đó cũng trú với nhau do những cái nghiệp tương đồng, nó cộng nghiệp nhau, nhưng mỗi chúng sanh nó còn có cái biệt nghiệp riêng nữa. Chính nhờ những cái biệt nghiệp riêng này, cái phước của mỗi người đó nó sẽ che át. Cho nên đó, khi chúng ta biết như vậy thì ráng cố gắng tạo trữ thật nhiều cái việc thiện lành. Là cái gì? Chính là cái chỗ để mà nâng đỡ, chúng ta nương tựa y cứ vào cái phước của mình, giống như là tất cả chúng sanh nương trú trên cái mặt đất này. Cho nên là chúng ta phải hiểu vậy. Và cái gì? Luôn luôn là phải có sự nỗ lực tu tập, dung bồi cái trí tuệ, gìn giữ cái sức khỏe mình. Cái sức khỏe không phải là cái kho tàng vô tận, và cái trí tuệ của mình có khi nó bị tổn giảm, sức khỏe nó cũng có thể mất mát, tổn giảm. Nhưng mà ráng cố gắng nỗ lực là tu tập, gìn giữ cái trí tuệ của mình, thì như vậy trong cái đời sống của chúng ta sẽ được an ổn ngay trong cái đời sống kiếp hiện tại này và những cái kiếp tương lai. Thì chính nhờ những cái phước thiện trong cái đời sống này, trí tuệ trong cái đời sống này đó, nó sẽ nâng đỡ, nó là duyên, nó nâng đỡ cho những cái kiếp sống tương lai. Thì qua cái phần chánh kinh và sự tìm hiểu và cái lời dạy của các bậc trưởng lão, cũng như cái phần kinh sách chú giải, thì cũng có chút ít hiểu biết để chia sẻ, quý vị hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật, để mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, tạo thực nhiều thiện sự trong sống. Với phước báo này, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, cầu mong tất cả chúng sanh sớm vượt qua những cái khổ nạn của thiên tai dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu mong chư thiên hoan hỷ với phước báo. Và bây giờ thì xin cung kính chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Thích Thiện Vũ Kỳ Mách Ta, Thích Hồng Mai cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Bài học hôm nay là bài Tương Ưng Kinh Sấm Dứt Tá Đi Ca Giá chương 1. Tương Ưng Kỳ Thiên, 8 la mã phẩm đoạn, bài 10 la mã chớp. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh đã thấy MC xuất hiện rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh dùng tạm tất nước ở tỉnh
thật thiện hữu. Bây giờ mời mời anh Si nha. Nhật Quỳnh không có thấy Kim Nhung nên Nhật Quỳnh cầm mic. Dạ mời Kim Nhung ạ. Dạ kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh người giàu đạo tràng. Dạ mời Kim Nhung. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ qua cái bài qua cái lời giảng của sư thì con cũng hiểu hiểu thêm một chút về bài này. Chứ lúc đầu mà con đọc cái bài này con không hiểu gì hết, con thấy cái gì mà nó đi qua đi lại nên, nhưng mà bây giờ thì con cũng hiểu hiểu thêm một chút, tuy chưa hiểu hết nhưng mà con cũng hiểu được cái bài này đó thưa sư. Dạ thưa sư, trước hết là con xin hỏi cái chữ cộng nghiệp với cái cộng nghiệp á, hai cái này nó có khác nhau không? Tại vì con thấy có khi thì có người nói thì cộng nghiệp, có người nói thì cộng nghiệp. Dạ như vậy thì những cái chữ này về ngữ nghĩa nó giống hay nó khác nhau á thưa sư? Dạ, con chưa hiểu chỗ này, con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cái chữ cộng này nó có hai cái nghĩa. Một cái là nó có ô, còn một cái là không có ô. Cái có ô là cộng trừ nhân chia đó, cộng thêm đó, cộng thêm. Cộng thêm đó. Ví dụ như bây giờ á, mình nói là mình bòn phước. Mình bòn phước, mình làm nhiều cái phước lành. Để gì? Nó cộng nhau. Một cộng một là hai, hai cộng hai là bốn. Bốn cộng một là năm vậy chẳng hạn. Tức là cái cộng này đó, để nó tăng lên, nó tăng lên lần. Còn cái cộng này á, nó không có ô á, là sao? Nó nương tựa nhau. Nó nương gá nhau. Thấy không? Ví dụ như á, quý vị thấy rằng cái chữ mà cái cây chùm gửi á, cái cây chùm gửi á, là nói gì? Nó cộng sinh với cái cây. Cái chùm gửi, cái loại cây này nó không có rễ. Nó không có tự mọc ở trên đất, mà sao ảnh cộng vô cái một cái thân cây nào đó, ảnh nương gá vô cái thân cây nào đó rồi sao ảnh mới hút cái nhựa cây của người ta. Ảnh hút cái nhựa cây để ảnh sống. Hay là chúng ta thấy những cái loại mà mũi nè, chí rận nè, những con rẹp rồi đó, tại sao cái con vật này á, nó phải tìm những cái nơi khác để gì, để nó chích, nó hút, để nó lấy cái máu của các cái loài khác đó, nó làm cái sự sống của nó. Cho nên là cộng sinh. Sống chung, thấy không? Thành ra đó, giống như ở trong cơ thể mình á, khi mà y học khoa học tiến bộ thì họ thấy cái thân của mình vậy chứ hàng tỷ tỷ tế bào ở trong này, những là hồng cầu, bạch cầu, đó, rồi vô số các cái con vi trùng nữa. Nhưng mà vi trùng nó cũng có những cái con vi trùng nó có lợi. Nhưng mà có những cái con vi trùng nó có hại. Hay là cái ở trong cái bao tử, cái đường ruột mình nó cũng có những cái con vi khuẩn, những cái chất men mà nó làm cho cái thức ăn mình tiêu hóa được. Ngược lại
thì có những con á, những con lại con sáng rồi đó, thì cái gì nó lại ở đó để gì, nó hút những cái chất chất dinh dưỡng để nó sống. À, thành ra sao, những cái loài vật này đó, cái loài vật này nó cộng sinh. À, nhưng mà cái loại cộng sinh này nó cũng có loại thì có lợi mà cũng có loại là có hại. À, thì cũng vậy. À, trong một gia đình á, thì những nghiệp tương đồng á, mình cộng trú với nhau. À, gặp nhau. À, đó. Nhưng mà sao, mỗi người nó nhớ là mỗi người nó cũng có cái biệt nghiệp riêng, đúng không? Đó. Thì khi mà mình gặp nhau đây đó, trong cái room này đó, mình cũng có nhân duyên. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình cũng là bà con thân bằng quyến thuộc rồi đó. À, cho nên là bây giờ mình mới có cộng trú đây để mà mình học hỏi, tìm hiểu ha. Còn mà mấy người họ không có duyên, không có đồ này kia nọ đó, họ đâu có vô đây. À, tại vì họ không có những cái tương đồng với nhau để mà cộng trú cộng nghiệp với nhau. À, để mà tìm hiểu học tập để mà thực hành đó. À, chúng ta hiểu vậy á. À, thành ra đó, chúng ta phải phân biệt. À, cộng là nhân lên, nhiều lên, tăng lên, thì cái đó là cộng cộng của toán học. Còn cộng ở đây á là để coi như là nương tựa. À, nương tựa với nhau. À, nương qua nương lợi để mà học mà thực hành. À, đó. À, để mà mình trong cái đời sống mình phải phải nương tựa nhau. Ví dụ như bây giờ á, mình làm cái nhà cũng vậy, không? Cái cây cột á là nó phải đứng vững trên mặt đất. Rồi sao? À, mấy dính vô mấy cái cây kèo, cái đòn tay, à đó, thì sao? Nó nương qua nương lại. Nếu mà cái cột mà nó đứng có một mình á thì nó đâu có vững. Nhưng mà nhiều cái cột rồi nó bắt đầu nó liên kết bởi những cái kèo. À, rồi nó liên kết bởi những cái đòn tay đó, thì sao? Nó làm cho cái ngôi nhà nó mới vững. À, thì sao? Những cái này á, nó liên kết, nó cộng sự cộng hưởng với nhau. À, nó ảnh hưởng qua lại. À, cái cột thì nâng đỡ cho kèo đòn tay, nhưng mà cái cột mà đứng vững á, là nhờ cái kèo đòn tay rồi nó chống đỡ, nó nương qua nương lại nha. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thứ sư. Dạ, giờ con mới hiểu thưa sư. Tại con cứ thấy chữ cộng nghiệp thì con cứ nghĩ là họ viết sai chính tả, nhưng bây giờ thì con hiểu rồi, cộng với cộng nó khác nhau ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin mời đạo tràng có thắc mắc gì thì xin giơ tay ạ. Dạ, thưa sư, con xin có một cái thắc mắc là như vậy. Thưa sư, nói về trí tuệ thưa sư, thì có những người có trí tuệ, có hiểu biết về Phật pháp, có tức là có thiền, có định, có trí tuệ. Nhưng mà ở những cái giây phút mà cận tử đó thưa sư, thì vì đau đớn quá mà bác sĩ người ta chích cái thuốc mê để cho mình ra đi một cách nhẹ nhàng á, thì như vậy thì cái lúc mà cái tâm tử rồi cái tâm tái tục á, thì họ sẽ đi về, sẽ đi như thế nào thưa sư? Cái tâm đó là tâm si mê hay là tâm trí tuệ, vì lúc đó mình không ngủ được mình, thì như vậy có tốt không thưa sư? Tại vì con thấy cũng có nhiều, như là trong cái đợt vừa rồi, dịch vừa rồi á, thì cũng có nhiều vị thiền sư, nhiều vị sư cũng có tiếng,
Nhưng mà khi ở những cái giây phút mà cuối cùng thì họ họ ra đi trong đau đớn như vậy, thì như vậy thì họ như thế nào? Con chỉ muốn biết trên lý thuyết chứ con cũng không phải là mình đoán về cái họ đi ở chỗ nào. Dạ, con chỉ muốn biết về trên lý thuyết thôi sư, thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ, con tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sâm Khai Giá. Thì nói chung á là chúng ta nỗ lực tu tập là cái bổn phận của mình. À, còn cái giây phút cuối của mình á ra đi đó là cái sự quyết định của nghiệp lực. À, nếu mà trong cái thời cái kiếp sống hiện tại này đó, à, chúng ta nỗ lực tu tập học tập nhưng mà cái phước của mình chưa đủ để mà đối trị với cái nghiệp đó, thì sao? À, thì khi mà chúng ta ra đi cũng phải chịu sự tác động của nghiệp lực. À, còn nếu mà những người mà người ta tu tập chứng đắc được cái tầng thiền, à, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là những người đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, à, thì những cái người này đó, à, do cái năng lực, cái phước nghiệp trong cái sự tu tập nó mạnh hơn. À, đó, nó sẽ dẫn dắt những cái người này đi tái sanh, à, tương ứng với cái thành tựu của sự tu tập. À, nhưng mà đó, nếu mà tu thiền định á, thì cái vị hành giả này á phải giữ gìn những cái chi thiền của mình cho đến phút cuối không có bị tiêu hoại. À, thì như vậy đó, à, do cái năng lực tu tập này nó sẽ đưa mình đi tái sanh tương ứng với các phước mà mình đã đạt được. Còn mà chúng ta nữa, à, mặc dù nỗ lực tu tập nhưng mà chúng ta chưa có chứng đắc, à, các cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới hoặc vô sắc, à, hoặc là chưa có chứng đắc được các cái hay thánh đạo, thì sao? Thì có những lúc chúng ta còn bị cái sự chi phối của nghiệp lực. À, nếu mà cái nghiệp lực nó quá mạnh á, à, nó tác động đến trong lúc mà cận tử nghiệp đến, à, chúng ta đi trong cái sự không có an ổn, à, với cái tâm không có sáng suốt bình thản, à, thì sao? Chúng ta sẽ đến những cái cảnh giới, à, không có được tốt đẹp. Nha. À, còn nếu mà chúng ta nỗ lực tu tập, cái phước của mình tu tập tích trữ trong kiếp sống hiện tại này, à, nó đủ sức hoặc nó vượt trội hơn cái nghiệp lực chi phối, à, thì chúng ta sẽ ra đi trong cái an ổn. À, nhưng mà mình nói đây thì cũng dựa trên kinh điển, à, kinh điển để mà chúng ta nói thôi. À, đó, chứ còn cái nghiệp của mỗi chúng sanh á, mình không có nghĩ bàn được. Cho nên là Đức Phật có nói á, trong kinh á, nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghì. À, mình không có cái nghiệp lực nó thiên hình dạng trạng. À, mình không có, nếu mình không có cái sanh tử minh á, à, để biết được cái sự tái sanh của chúng sanh khác đó, thì mình không hiểu rõ được đâu. À, nhưng mà những cái người mà có phước
Thì quý vị nhớ một điều này, những cái người mà đã trong trong cái đời sống mà cố gắng hàng ngày nỗ lực tu tập đấy, à, tức là có cái thường nghiệp thiện ấy, thì dù cho dù cho cái chúng sanh này có rơi vào cái những cái cảnh giới không có tốt đẹp đi chăng nữa đó, nhờ cái thường nghiệp thiện này nó cũng sẽ che án bớt, nó dẫn dắt và cũng được an ổn. Thì sao? Cái trường hợp của Hoàng hậu Malika, mặc dù trong đời sống hiện tại bà tạo rất nhiều phước, nhưng mà chỉ trong một lúc mà cận tử nghiệp đến, cái tâm bà hối quá, nhớ lại một cái ác bất thiện nghiệp mình lỡ phạm, sao bị rơi vào cảnh khổ. Nhưng mà sao có 7 ngày thôi, hết 7 ngày bà cũng tái sanh làm chư thiên. Thì giống như một cái ao nước rất là lớn mà rớt xuống một hột muối, thì cái nước ở trong cái ào đó nó đâu có mặn. Đó, thành ra đó, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, mình biết được trong cái giây phút cuối đời của mình như thế nào, cái việc mình cố gắng nỗ lực tu tập, còn cái sự vận hành của pháp á, thì mình không biết được đâu. Nhưng mà chúng ta cố gắng nỗ lực làm cái việc làm viên thiện, cho dù cái giây phút đó những cái bất thiện nó che án, nó sanh khởi, nhưng mà đó, cái năng lực, cái nghiệp lành của mình chưa đủ, thì dù cho mình có tái sanh những cái cảnh giới không tốt đẹp, nhưng mà cái phước nó vẫn hỗ trợ. Đơn giản mà quý vị thấy rằng cũng đồng thời do cái nghiệp nó đưa đẩy tái sanh làm súc sanh, thấy không? Nhưng mà đó, những cái con chó, những con mèo mà đó kém phước đó, nó lang thang khổ sở, không đói khổ mình mẩy rồi, thấy mình ớn luôn, thấy không? Nhưng mà đó, những cái chúng sanh nó cũng mang cái hình hài là súc sanh, nhưng mà nó có phước đó. Trời ơi, nó sanh trong những cái gia đình giàu có, thì có người săn sóc tắm rửa, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ của nó. Thành ra đó, chúng ta tạo phước, rồi cái phước này nó sẽ đi đến với mình bất cứ ở trong cảnh giới nào. Ngoại trừ ra là những cái khổ cảnh mà cùng cực như là địa ngục rồi này kia nọ đó, thì tại vì chúng sanh thì thiếu phước, phải chịu. Còn nếu mà những cái cảnh giới khác, cái phước nó vẫn có thể có khả năng để mà che án, làm giảm thiểu những cái sự khổ đau. Xin giải thích cái câu thắc mắc của Tina. Nếu trong lúc hành thiền thì tâm trạo hối chi phối, thì có cách nào để vượt qua? Thì bây giờ đó, cái tại sao mà cái tâm nó bị trạo hối? Tại vì lúc bình thường đó, do chúng ta suy tính thế này thế kia, chạy về quá khứ, suy tính tương lai, rồi những cái trần cảnh bên ngoài nó mạnh hơn đó, cho nên cái trạo hối này nó bị đè xuống, nó đè xuống, chìm xuống. Rồi khi mà chúng ta tu tập đó, thì càng lúc
cái tâm mình nó càng an tịnh vi tế lên. À, đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái nước sông á, nước sông nó luôn luôn mà nó đục. Tại sao? Nó cứ lớn rồng à, theo cái tác động của cái áp lực của bên ngoài. Cho nên nó luôn luôn là nó trôi chảy. À, nó giận, nó trôi chảy thì phải mang theo những cái chất phù sa à, trong tự nhiên. À, cho nên là nó à, những cái phất chất phù sa này nó lẫn lộn. À, rồi khi mà quý vị muốn làm nước cho nó trong à, thì phải có những gì, những cái mình đánh phèn, hay là có những cái phương pháp mình lọc à, nhất là hồi xưa thì người ta đánh phèn thì lần lần những cái chất cặn này đó nó chìm xuống à, nó chìm xuống. Nhưng mà sao à, có những lúc á, cái nước mà nó mát nó lạnh á, thì những cái chất cặn bã nó chìm xuống à. Nhưng mà nếu mà cái lu nước quý vị mà để ở ngoài nắng á, một hồi cái nước nó nóng lên thì sao, những cái cặn bã phù sa này đó có những cái nó lại nổi lên đó. Thì cũng giống vậy đó, cái tâm mình nó bị ô nhiễm à, những cái bất thiện nghiệp mà nó bị à, mình tu tập giống như mình đánh phèn á, những cái này nó sẽ chìm xuống. Nhưng mà một lúc nào đó à, nó sẽ trồi lên à. Thành ra đó, chúng ta biết vậy à, đó là cái hoạt động của tâm à, đó là cái hoạt động tự nhiên của tâm à. Thành ra đó, chúng ta nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ không tri tầm à, bây giờ á, những cái bất thiện nghiệp mình lỡ phạm rồi, giờ mình không làm gì được hết. Giờ mình có buồn rầu khóc than thì nó cũng xong rồi à, cái nhân đã gieo rồi à, đó. Nhưng từ nay về sau nè à, mình ráng mình tránh à, mình đừng có làm những cái điều bất thiện đó. Còn bây giờ cái hối quá khi mà chúng ta tu tập á à, nó trạo hối nó lại thì mình quán nó, mình lấy nó làm cái đề mục, mình đừng để nó bị lôi cuốn à. Có những lúc mà cái trạo hối nó rất là mạnh á, nó lôi cuốn mình đi tuốt lút luôn à. Nhưng mà nếu mà mình biết cái chánh niệm tỉnh giác mình đủ mạnh á, thì mình quan sát nó, mình dùng nó giống như là một cái đối tượng để mình quan sát, thay vì hồi nãy á là mình quan sát ghi nhận vào cái hơi thở vô thở ra à, phòng xẹp à, nghe à, à gì đó à, tê à, đau à, nhức à gì đó. Nhưng mà bây giờ á, khi mình thấy cái trạo hối này nó xâm khởi lên à, thì mình nhìn vào cái trạo hối này à, có nhiều khi cái trạo hối á, nó làm cho mình bật khóc à, là cái gì, cái tâm nó bị xúc động à, có người trạo hối á, thì khóc à, có người á, thì trạo hối là cười à, là lúc đó bị cái trạo hối nó làm cho cái tâm mình nó chấn động đi à, thì sao mình nhìn vào cái tác động của trạo hối, mình lấy nó làm đối tượng để mình quan sát à, thì một lúc á, với cái niệm cái tuệ mà mạnh á, thì tự động cái trạo hối nó bị đẩy lùi, tự động nó vậy nè, nghe không? Đó, mình đừng có làm gì nó hết, đừng xua đuổi, đừng bực bội hả, để nó à, nhà mình lấy nó làm cái đề mục. Thành ra hồi đó ngài Hòa Thượng Suy Minh á, ngài dạy à, sư cũng có nhân duyên học từ những cái lời dạy ngài ra, ngài nói á, tất cả cái gì nó cũng là đối tượng
Mình quan sát nó, thậm chí hôn trầm, rồi tê đau nhức gì đó, tất cả nó là đối tượng hết. Mình chỉ quan sát, ghi nhận nó rõ ràng thôi. Đừng can thiệp, đừng xô đuổi, mà đừng có để nó lôi cuốn mình. Cứ quan sát, ghi nhận nó cách rõ ràng, rồi tự động nó sẽ theo cái quy luật, nó sanh nó diệt vậy đó. Thành ra nếu mà trong cái khi mà chúng ta hành thiền, mà nếu những cái trạo hối nó sanh khởi, thì mình dùng nó là cái đối tượng để quan sát. Rồi phóng vật, hôn trầm gì đó, tất cả ngài dạy nhau, dù cho cái phóng vật đó, nó xảy ra 100 lần thì mình cứ quan sát nó 100 lần, chứ mình đừng có quốc ức rồi mình nói hồi nãy sao mà thời thiền nãy sao tốt quá, còn thời thiền này sao mà cứ phóng tâm hoài, là cái tâm phiền não bực bội, mà càng phiền não càng bực bội thì sao, càng phóng tâm nhiều hơn nữa. Cho nên á, cái đơn giản của mình á là ghi nhận, quan sát nó, bất cứ đối tượng nào mình cũng quan sát ghi nhận, đối tượng chỉ là đối tượng, không có tốt mà cũng không có xấu, không có những cái đối tượng nào mà mình bám níu chấp thủ, mà cũng không có đối tượng nào mà mình xua đuổi rực rãi, tất cả nó theo cái quy luật sanh và diệt đó, để biết, để quan sát nó. Thì chỉ có quan sát, ghi nhận một cách rõ ràng, đừng có để bị lôi cuốn, mà cũng đừng có để mà bực bội hay là dính mắc với đối tượng. Chúng ta nhớ rằng trạo hối là từ những cái việc này đó, nó đã qua rồi, mà cái gì nó đã qua rồi thì cứ để cho nó trôi qua. Mình đừng có khơi dậy mình, giờ mình buồn rầu hối tiếc cũng không được. Thành ra cứ quan sát nó như tất cả đối tượng, thì một lúc thì nó sẽ tự động nó sẽ diệt, và mình trở lại cái đề mục mà mình thực hành. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Kha. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ sư pháp tâm, quý cô tu nữ, và con mến chào đạo tràng. Dạ bạch sư, con có một câu hỏi, con hơi thắc mắc một chút là hồi nãy sư có trả lời câu của cô Kim Nhung á, là theo con biết được thì mỗi chúng sanh á, sanh tái sanh theo cái nghiệp quả và cái phước phần của chúng ta, của mỗi mỗi con người của mình, giống như nói chung chung là mỗi chúng sanh thì họ có một cái phước phần khác nhau, và họ sẽ được tái sanh sau khi mà họ hết cái mạng chung của họ. Nhưng mà con có nghe một vị sư nói là khi mà mình tạo những cái thiện pháp mà mình tạo được, thì mình nên hồi hướng hay là xin về làm người trở lại, không nên cầu xin giống như là về những cảnh giới an nhàn, hay là về làm chư thiên, hay là những cõi trời khác, ví dụ như vậy. Thì con nghe cái vị sư này nói giống vậy, là giống khi mà mình làm chư thiên, hay là mình được sanh vào những cõi trời khác á, thì mình sướng quá thì mình không có biết tu bằng cách là mình xin được tái sanh lại làm người. Mà theo như con thấy được và con hiểu được á, là giống như ví dụ á, là mình sanh về cõi chư thiên đi,
mà khi mà mình hưởng hết cái phước của mình đó sư, thì mình sẽ tái sanh lại, mà chưa chắc gì mình tái sanh lại được làm con người để mà mình tu tập. Thì khi mà mình lên những cõi trời đó, mình hết cái phước của mình rồi, mình hưởng hết cái phước rồi, mình xuống lại, thì theo như sư thì mình nên giống như là xin được tái sanh lại làm người tốt hơn, hay là vào những cảnh giới khác? Dạ, cái câu hỏi của con chỉ có vậy thôi. Dạ, mong sư trả lời giùm cho con. Con xin tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Mai Giá. Nam mô Sang Ca Giá. Thật sự ra đó, cái chí nguyện của mình á, cái mong muốn của mình á, nó như vậy, nhưng mà đâu phải là mình mong muốn mà được. Không, Đức Phật dạy sao? Các pháp là vô ngã. Sắc bê tham ma anatta tí. Đó. Chúng ta không có can thiệp vào cái sự vận hành của pháp được đâu. Nhưng mà cái chí nguyện của mình á, như Bồ Tát vậy đó, cũng trong nhiều kiếp sống, cái chí nguyện nó phải thật mạnh mẽ, kiên cường. Để gì? Để chúng ta không có dễ vui. Chứ nhiều chúng sanh á, tạo phước sanh lên cõi trời, hưởng phước ở cảnh giới chư thiên, hoặc là tạo phước rồi tái sanh lên làm người, ra trong cái điều kiện giàu sang, địa vị cao quý, nhưng mà sao cái chí nguyện nó không có mạnh mẽ, nó dẫn dắt thành ra những chúng sanh này đó chạy theo cái thụ hưởng cái phước báo của nhân thiên, quên đi cái con đường, cái bổn phận tu tập của mình. Thì trong một cái bài pháp mà Đức Phật nói về cái con heo nhỏ, cái con heo này đó là hồi thời Đức Phật quá khứ, là một cái cô con gái của một cái vị bá hộ. Rồi cái cô này đó, khi mà cổ đi vô nhà xí, cổ mới lấy cái thấy những cái con dòi ở trong nhà xí, cổ mới quán tưởng về cái thân ô uế. Nhờ cổ quán tưởng vậy á, cổ đắc được sơ thiền, thì hết tuổi thọ cổ sanh lên làm chư thiên. Sanh lên làm chư thiên, cái hết tuổi thọ chư thiên á, cổ tái sanh xuống, cái nghiệp cái phước nó còn dư sót, thì sanh ra trong một cái gia đình cũng giàu có, có địa vị. Nhưng mà sao lúc đó lại không có tạo những cái thiện nghiệp, mà tạo ác bất thiện nghiệp, cho nên á là hết kiếp sống đó bị đọa xuống khổ cảnh. Đọa xuống khổ cảnh một thời gian rồi đó, cái bắt đầu tái sanh lên làm người. Tái sanh lên làm người rồi cái bắt đầu tạo phước thiện. Tạo phước thiện thì hưởng cái phước ở cõi nhân thiên, xong cái bắt đầu thụ hưởng, nó quên đi cái tạo ác nghiệp, cái rơi xuống khổ cảnh, tái sanh làm súc sanh rồi chẳng hạn. Đến cái kiếp mà hiện tại thì một hôm đó Đức Phật đi trì bình thất thực đó, thì cái chúng sanh này mới sanh làm con heo nhỏ ở bên đường. Thì khi mà Đức Thế Tôn đi đến, Đức Phật thấy con heo này, Đức Phật mới mỉm cười. Và sau đó thì buổi chiều về thì Ngài Ananda đã hỏi, và Đức Phật mới giải thích về cái con heo nhỏ này. Cho nên là nếu mà chúng ta tu tập
tạo những cái phước thiện như là bố thí rồi kia nọ đó ha. Mà nếu mà chúng ta không có cái chí nguyện mạnh mẽ đó, thì có nhiều khi chúng ta dễ vui khi mà hưởng được những cái vật chất ở cõi nhân thiên, chúng ta đắm nhiễm, chúng ta quên đi cái sự tu tập. Cho nên là chúng ta nguyện để mà chúng ta có được cái nguyện lực nó dẫn dắt, chứ chưa chắc gì cái nguyện này á nó có khả năng. Nhờ nhiều đời nhiều kiếp Bồ Tát, cái chí nguyện nó lặp đi lặp lại nó mạnh mẽ kiên cường, cho nên là Bồ Tát đã thực hành trọn vẹn đầy đủ các cái pháp độ để mà ngài đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Chứ con lúc đầu đó, có nhiều lúc cái chí nguyện nó chưa kiên cường, Bồ Tát cũng vẫn có những cái trường hợp tái sanh trong khổ cảnh nha. Đó, cho nên là cái chí nguyện mình nguyện là để như vậy, chứ không phải là chắc chắn, không có gì chắc được. Cái sự vận hành của pháp mà không có ai có thể điều khiển, chỉ huy nó, sai sử nó, buộc nó phải diễn ra như thế này thế khác. Chúng ta hiểu vậy đó. Thành ra cái việc mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, rồi chúng ta nguyện là cái việc của mình, còn cái sự vận hành của pháp đó, thì chúng ta không thể can thiệp được đâu. Nhưng mà chúng ta cứ hướng đến cái con đường tu tập, hướng đến cái con đường giải thoát, và cố gắng nỗ lực tu tập, thì trước sau chúng ta cũng sẽ đạt đến cái thành tựu tốt đẹp. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Christina, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nếu mùa của thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàng Thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cô Kim Nhung không nghe được. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung đã nghe được rõ rồi. Dạ, con kính cảm ơn sư Pháp Thanh đã giảng dạy bài học số 10 hôm nay. Dạ, con cũng đã hiểu được những điều mà sư đã giảng dạy. Dạ, nhưng mà con cũng có một cái thắc mắc nhỏ là xin sư giảng giải dùm cho con. Là con thấy như ở Việt Nam trước đây cũng mắc cái nghiệp sát rất là lớn, bởi vì khi dạ có nhiều vị không nghe được. Dạ. Dạ, nếu mà trồng lúa, trồng rau màu mà không có sử dụng cái thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật đó, thì chắc chắn rằng không có thu hoạch được bao nhiêu, hoặc là có thể là trắng tay nữa. Bởi vì con thời gian con còn ở Việt Nam đó, có một lúc con có làm ruộng, có trồng lúa. Và bây giờ con thấy ngay ở thời điểm từ trước tới giờ, con thấy là không có dùng thuốc trừ sâu á, thì chắc chắn là không có được bao nhiêu, sẽ lỗ lã hoặc có khi là trắng tay luôn.
Thì như vậy, nếu là người Phật tử mà phải làm ruộng, bởi vì ở nước nông nghiệp của mình, những người ở nhà quê sống bằng cái nghề làm ruộng, trồng trọt mà không có sử dụng thì biết làm cái gì. Thành thử ra nếu là người Phật tử mà gặp phải làm ruộng, phải trồng trọt thì chúng ta phải làm như thế nào để tránh cái nghiệp sát đây? Con có cái câu hỏi, cái thắc mắc đó, xin sư giải thích cho con. Và một phải làm rồi phải bị cái nghiệp như vậy, rồi mình ăn cái hộp cơm, mình ăn cái rau màu thì mình có cộng nghiệp với những người đó hay không? Và con có hai cái điểm thắc mắc đó, và xin sư giảng giải cho con. Con kính dâng lễ kính sư. Nó mù của thầy giá, nó mù thầm mà giá, nó mù sân ca giá. Bây giờ có những cái phương pháp, những cái kỹ thuật hiện đại á, thì bây giờ có nhiều khi người ta làm những cái nhà lưới, nhà lưới nó bao lưới kín hết. Để không phải sử dụng thuốc, hoặc là những cái vườn trái cây bây giờ đó, ta làm những cái bao, ta bao lại để không phải không có xịt thuốc. Rồi có những cái phương pháp á, ví dụ như người ta cũng có tìm ra những cái phương pháp thay vì mà phải xịt thuốc, thì người ta làm những cái bẫy. Bẫy thật sự ra người ta treo là cái lông não hay là những cái loại thuốc gì đó, để tỏa cái mùi ra, làm cho cái côn trùng nó tránh ra, chứ nó người ta không có giết nó. Đó, thành ra đó, mình sử dụng những cái phương pháp nào mà đem đến cái lợi ích mà không có tổn hại cho chúng sanh khác, thì mình sử dụng. Đó. Còn bây giờ thì một khi mà mình trồng trọt nếu mà không có sử dụng phân bón hóa học á, thì cái năng suất nó không cao. Mà khi mà sử dụng cái phân bón hóa học á, thì bắt đầu á, nó có cái sự phá hoại của sâu bọ côn trùng. Cho nên á, là chúng ta chọn những phương pháp nào lợi mình lợi người, theo lời Đức Phật dạy. Thì quý vị thấy rằng bây giờ có những cái công nghệ họ trồng thủy canh, họ trồng trong nhà kính, rồi họ có đèn đuốc gì đó để họ làm cho cái cây cối nó sinh trưởng, nhưng mà không cần phải sử dụng ánh nắng mặt trời đó. Đó, thành ra chúng ta phải biết lựa chọn. Còn nếu mà bây giờ mình có thể mình thay đổi, bây giờ mình không làm ruộng nữa, không làm nông nữa, mình có thể mình chuyển đổi, mình dùng cái số tiền đó mình chuyển qua những cái nghề nghiệp khác, những cái nghề nghiệp sản xuất, có thể mình dùng cái nghề sai sát lương thực rồi chẳng hạn vậy đó, để mình lựa chọn với cái trí tuệ, thì mình sẽ tìm ra cái phương pháp để mà mình sinh sống bằng đúng cái chánh nghiệp, tránh xa những cái nghề nghiệp bất thiện. Còn cái vấn đề mà người ta hiểu sai, ta hiểu sai về cái chữ mà cộng nghiệp. Thí dụ cái trường hợp như vậy là cộng nghiệp rồi. Bây giờ
mình không có, cái người chủ thì đâu bao giờ họ xịt thuốc cái miếng vườn của họ, không? Nhưng mà họ trả tiền, họ thuê những cái người làm công, họ ra lệnh, à bữa nay á là anh chú à xịt thuốc cho tôi cái khu vực này nè. Đó, thì mặc dù mình không có trực tiếp mình sát hại, nhưng mà mình ra lệnh cho cái người khác làm cái công việc này, thì cái ông chủ đó, ông chủ đó với cái người làm công á làm cái công việc đó, hai người cộng nghiệp với nhau. Còn bây giờ vấn đề mà người ta làm, à mình chỉ mua thôi, mình có suối biểu rồi đó, à, thì mình sử dụng những cái này nó không có cộng nghiệp. À, cái trường hợp mà người ta nói là à, ăn mặn là cộng nghiệp với mấy người mà à, nuôi những con vật rồi sát chết những cái con vật đó không đúng. À, mình phải hiểu vậy đó, thấy không? Là gì á, khi nào mình không giết nhưng mà mình xúi biểu người khác giết thì mình mới cộng nghiệp. Còn cái này họ không biết, họ giết đâu hồi đời nào đó, nó đi ra ngoài biển nó đánh cá rồi cái nọ, khi mà đem con cá về đến chợ đến cửa hàng là con cá này đã chết rồi, à, rồi họ không biết họ mổ họ giết ở đâu á, nhưng mà đưa những cái miếng thịt, à, những cái con vật này mà về cửa hàng siêu thị gì đó thì nó đã chết rồi đó. Thì á, bây giờ mình mua, mình sử dụng những cái này thì nó có cộng nghiệp. Chừng nào á, cái con vật nó còn sống. Giả dụ có trường hợp có nhiều người họ nói là họ không có giết thì không có phạm giới. À, đi ra ngoài chợ lựa những cái con vật còn sống. À, con cá, con gà, con vịt gì đó. À, đã biểu ta. À, làm cái con cá này đi, à, làm cái con gà hoặc con vịt này đi, một lát tôi lại tôi lấy đó, thì cái đó là cộng nghiệp. À còn bây giờ á, người ta làm sẵn, à nó đã chết rồi lại mua, à thì cái đó mình không có cộng nghiệp. À phải hiểu vậy đó, bởi mình thấy đề những cái chi phần ở trong cái giới á, để mà mình có không có bị hoài nghi, à, mình biết mình có phạm giới không phạm giới. À, chúng sanh có thức tánh, à, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết, chúng sanh đã chết vì cái sự cố ý á, à, thì mặc dù mình không giết nhưng mà mình sai biểu người khác thì mới cộng nghiệp. À, còn người ta làm á, xong rồi, cái chúng sanh đó khi mà nó còn sống, nó còn thức tánh, nó còn sự sống, à nó còn biết kêu la khi mà người ta làm hay đó, không? Còn khi mà cái nó không. À bây giờ á, cái con gà con cá gì đó nó còn cái thức, nó còn biết, à cái đó mình mà cố ý mình sẽ mang nghiệp, hoặc là mình sai biểu người khác giết mình sẽ cộng nghiệp với người ta. À nhưng mà họ làm đâu sẵn rồi, thấy không? Họ làm sẵn đâu phải vì họ biết ngày mai mình đi chợ mình sẽ mua, họ làm vì cái lợi lộc, cái đời sống của họ, họ làm. À không phải vì mình mua họ mới làm, mà bây giờ cái tắc ý của họ rồi, à bữa nay là làm bao nhiêu,
con này bao nhiêu con kia bao nhiêu con khác để đem ra ngoài chợ bán. Nha, cái tác ý của họ gì kiếm lợi lộc à, chứ không phải là gì cô mét ba đi chợ mà họ làm à. Bây giờ cô mét ba không đi chợ thì họ bán cho người khác, ở chỗ này bán không được thì họ đưa đi đến chỗ khác họ bán. Cửa hàng này bán được họ đưa qua cái những cái siêu thị khác, những cái shop khác họ bán à. Thành ra đó, khi mà lúc đó đó là nó trở thành vật chất rồi à. Thành ra đó, bây giờ mình có ăn mình không ăn thì nó cũng vậy thôi à. Đó, còn khi nào mình mà cứu người khác làm à, mình không tự tay làm biểu người khác làm thì mình sẽ cộng nghiệp với người ta à. Để hiểu biết như vậy để chúng ta à, khi trong đời sống à, mình cố mình tránh à. Bây giờ ra chợ có cái gì mua nấy à, đừng có nói là cái nào nó còn sống ăn nó mới ngon này kia nọ rồi sai khiến à, mình không làm, nhưng mà mình sai khiến biểu người khác làm à, thì mình sẽ mang nghiệp. Còn ai làm sẵn ở trong siêu thị, ở trong cửa hàng, ở trong mấy cái shop mà nó bán cái gì đó, mình mua cái đấy, trời, vậy là an ổn à. Còn cái người nông dân, cái người làm vườn à, thì nếu mà à, mình làm thì phải biết chọn lựa những cái cách thức à, cũng giữ gìn cái lợi lộc của mình à, nhưng mà với những cái phương pháp để không gây tổn hại à, khổ đau cho chúng sanh khác. Còn nếu mà được thì chúng ta sẽ chuyển đổi những cái ngành nghề à, tốt đẹp, không có đem đến cái khổ đau à, cho chúng sanh khác. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô mấy ta. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cảm ơn sư. Nhưng mà con thấy là nếu mà ở miền Nam á, ruộng lúa nhiều mà chuyển đổi nghề thì cũng rất là khó. Nhưng mà thôi, cái đó tùy theo nghiệp quả của mỗi người, con không thắc mắc nữa. Nhưng mà con hiểu như thế này, như ở nhà con á, thì cũng có con cũng có trồng chút ít rau cải, rồi có trồng kiểng, trồng hoa. Thì con thấy mỗi lần mà con xới đất lên á, là không thể nào con tránh khỏi là phải làm chết những cái con trùng. Ở vì trong đất thì có nhiều con trùng lắm, cho nên con cũng áy náy lắm. Cho sau này con nghĩ là thôi, mình không có trồng nữa. Mình trồng là mình xới đất là mình sẽ làm chết những con trùng, nó bị đứt ra làm hai. Nhiều khi mình lấy cái dao mình xới lên thì nó đứt ra làm hai. Thì con nghĩ thôi là không trồng nữa. Nếu trồng thì thế nào cũng có bị phạm. Và con cũng đã hiểu là làm thế nào để mà tránh nghiệp sát. Thì con cũng quán chiếu lại. Con thấy trong thời quá khứ của con, thời gian qua đó, thì con cũng đã tạo nhiều cái nghiệp sát lắm rồi. Cho nên con rất là sợ. Thì thôi thì con cố gắng là thôi không trồng trọt gì nữa. Và khi con qua được ở bên đây rồi á, thì con cũng đi siêu thị hay là đi shop thì con cũng không bao giờ mua những cái con cá, con sò, con ốc, con gì đó mà nó còn sống. Con cũng biết hiểu được điều đó. Con kính cảm ơn sư và con xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Mata. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy bàn tay ông địa ba ông thần cho cho phép Nhật Quỳnh hỏi một cái vấn đề
giống như của chị Mata, ban thân hoan hỷ nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Ngược Bình, kính chào đạo tràng. Và bạch sư, con nghe câu hỏi của chị Mata đó, thì con đang rất là có một cái khó xử với bạch sư. Tại vì con thì có cái bổn phận coi chung quanh cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Thế Tôn, và dọn dẹp hay là nhổ cỏ hay là này kia nọ. Nhưng mà từ hôm nào hôm nay con bị ba cái ổ kiến. Mà lễ thì sắp tới rồi, tại vì 12 tháng 4 thì là lễ khuê sắc ở chùa Pháp Luân. Mà con cứ phân dân lưỡng lự, và con có xịt nước sơ sơ vô, và con cũng cứ nguyện là sắp bê sắp ta a bê ra hôn tú, mấy ông ơi, mấy ông làm ơn dọn nhà đi đi, cho tôi có bổn phận dọn dẹp ở đây, không ấy thì tôi bị rầy. Mà con nói rất là nhiều lần, nhưng mà con sao mà mấy ông không có chịu dời nhà đi. Mà nếu mà bây giờ con không có dọn thì con cũng bị rầy. Mà con dọn thì con có cảm tưởng như con bị phá nhà người khác. Mà sư chỉ giùm con cách nào để con có thể làm được trọn vẹn cả hai bên, bạch sư. Dạ, con kính dâng mít đến sư chỉ dạy giùm con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Thì có đôi lúc á, chúng ta cũng phải biết cách thức. Thì hồi đó Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài có dạy á, ví dụ như bây giờ á, mình lấy cái dầu lửa mình đổ trực tiếp vô ngay cái ổ kiến á, thì kiến nó sẽ chết. Nhưng mà đó, mình lấy một cái thùng nước. Một cái thùng nước, thí dụ như mình lấy cái thùng 5 lít, 10 lít gì đó, mình chỉ nhỏ một hai giọt dầu vô đó, thì cái dầu này nó loãng ra, cái con kiến nó không có chết, nhưng mà nó có cái mùi hôi rồi á, nó sợ, nó tự động nó dời đi. Thành ra mình biết mình sử dụng những cái phương pháp đó. Còn không á thì mình phải làm cái phương pháp mình dụ nó, không? Bây giờ á mình không muốn làm ảnh hưởng đến cái sự sống. Bây giờ mình mua đường. Bây giờ cái ổ kiến nó làm ngay chỗ gần sát bên cái chân tháp gì. Thì bây giờ mình rắc ít thôi, mình làm cái con đường. Mình làm một cái đường xa cách đó mấy 1-2 mét gì đó. Bắt đầu mình bỏ đường hay là dầu ăn gì đó, thì cô biết là kiến thì thường nó thích ngọt, thích dầu, thích béo đó. Thì bắt đầu mình dẫn dụ cho nó đi xa ra đó, nó làm ổ ngoài đó, hả, cái chỗ nào mà có thức ăn, có đồ là tự động nó sẽ dời cái tổ đi lợi đó, nó làm ổ thôi. Mình đem lâu lâu mình đem những cái thức ăn thừa, cơm đồ này, cơm cặn đồ này kia trong nhà bếp đó, mình đem mình rải ở ngoài chỗ xa đó, thì tự động nó sẽ dời ra đó. Còn nếu mà mình sử dụng á, thì nhớ mình pha cái dầu lửa đó, gì đó, mình pha cho thiệt loãng, tức là không có tạo cho nó chết, mà chỉ làm có cái mùi gây khó chịu, và tự động nó dời đi. Thì có thể mình sử dụng cái phương pháp đó.
chứ còn sư thì cũng chỉ biết sơ sơ vậy, còn biết là có mấy vị nào có cái phương pháp hay hơn thì xin mời quý vị chỉ cho cô Nhật Quỳnh, để là mình vừa đạt được cái công việc nó tốt đẹp mà tránh được những cái hậu quả thì xin chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy ạ. Alo, alo, mọi người nghe con không ạ? Alo, trước tiên con kính thỉnh lễ sư ông Chí Đức, sư ông Pháp Thanh và quý sư ông đang hiện diện trong vương con, kính lễ với bà quý sư tu nữ con, kính chào quý cô chú và anh chị. Con có một câu hỏi, hồi nãy lúc mà chị Duyên có nói về cái sự khi mà mình làm một cái việc thiện nào đó mình phải nguyện, thì thực sự ra là trong với con á, là từ hồi nào đến giờ là con cứ làm, con không biết là mình cứ là một cái quán tính không biết là có việc thiện hay không, nhưng mà khi con nghe chị ấy hỏi sư ông á thì làm cho con chợt suy nghĩ tới, ví dụ như bình thường trong cuộc sống á, mình sống thứ nhất là mình phải đối xử lương thiện với mọi người, rồi khi mà mình đối xử lương thiện với mọi người, trong đó nó đòi hỏi hai cái yếu tố. Một cái là mình phải có cái tấm lòng tốt, khi mà mình có tấm lòng tốt tức là mình hành động tốt, thì cái những cái tấm lòng tốt đó, tức là những cái động lực đó là một nó muốn làm, nó khiến cho mình làm những cái hành động tốt. Rồi khi cái hành động tốt đó khi mình làm, tức là nó chỉ là một cái sự biểu hiện của một người có cái sự sống lương thiện thôi. Ví dụ như cái việc phước thiện á, là không những chỉ là mình phải thực sự ra, đó là khi mà con học, con thấy là mọi người hay khuyên mình, nếu mà khi làm việc thiện thì là mình phải chọn lựa là cúng dường chư tăng, hay là thì là phước thiện lớn nhất. Ví dụ như con mà làm cây tăng thì con cố mời cho thật nhiều quý sư, đó là con mời nhiều lắm là được 120 vị cây tăng, rồi bỏ bao thơ, rồi mỗi y cúng là không phải trong mùa dân y, trong những cái bình thường thôi, tức là để bốc thăm hay chẳng hạn những việc như, thì con không bao giờ con nguyện là mình sẽ được cái gì hết trơn. Hay là ví dụ như những cái việc nhỏ nhất, và theo con nghĩ ví dụ như là bây giờ con trở về con giúp lại trong cái trại mồ côi mình nói con lớn lên tất cả mọi thứ, thì con cũng chả bao giờ mình làm như là một cái quán tính, và mình thấy là mình được có được cái phước bây giờ với là một cái cuộc sống tốt vì mình là một cái đứa trẻ mồ côi, cho nên mình cứ làm như là một cái quán tính như vậy thôi, mà không bao giờ con nguyện một điều gì hết. Thì con muốn hỏi là mình không nguyện tức là mình không có được cái phước đó không? Tại vì con nghĩ là phước hay là cái việc thiện làm đó là tự nhiên, nó giống như là nó tích lũy, giống như là tiền mình bỏ nhà bao thôi. Rồi cái bây giờ mà mình có được những cái sự sống đầy đủ hơn hẳn những cái người nghèo khổ, là dù gặp những cái gì bất trắc mình cũng có thể vượt qua, không phải khó khăn lắm, thì con nghĩ đó là những cái thành quả của những cái việc mà mình làm. Thì cái việc phước mình tự làm, con nghĩ là nó sẽ tự giống như là tiền mình bỏ băng. Và khi mà nếu mà mình có những cái ý nghĩ ác hay là mình làm những việc ác thì giống như là mình xài cái tiền trong băng như vậy, thì nó sẽ mất đi. Thì con nghĩ là có phải là mình, tóm lại con ví dụ dài dòng, ví dụ như là có phải khi mình làm những việc phước thiện như vậy, ví dụ như khi con cúng dường trai tăng thì quý sư cầu nguyện cho con, thì cuối cùng ví dụ như con làm việc bình thường trong đời sống của mình đó, như vậy thì không bao giờ con nguyện gì hết, theo cái quán tính như vậy là không có được phước, phải không sư ông? Thì giống như hồi nãy con khi mà chị Duyên chị hỏi thì con khởi lên một cái ý nghĩ như vậy, con muốn hỏi sư ông, con xin sư ông giải thích cho con.
con kính mời sư ông ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Lâu lắm mới gặp bà ông. Thì sự thật ra đó, khi mà chúng ta làm những cái công việc hay là bố thí, phục vụ rồi vậy đó, ha. Khi mà chúng ta làm gieo trồng những cái thiện sự này đó, thì bây giờ mình có mong cầu hay không có mong cầu gì đó, cái phước nó dẫn đến. Bây giờ cái người nông dân đến mùa vụ, cái người nông dân này làm tròn cái bổn phận của mình, là cày sới, rồi gieo giống, rồi phân nước đầy đủ, thì cái người này có ngồi cầu mong thì đến lúc cái mùa màng nó cho kết quả vẫn tốt đẹp. Cái người này không mong cầu thì nó cũng cái mùa màng nó cũng tốt đẹp. Còn cái người kia đó thì không có làm tròn cái bổn phận của mình. Ví dụ như bây giờ cái người này á, họ cũng cày đất rồi họ gieo xuống, họ gieo hột giống xuống, nhưng mà đâu phải gieo xong là hết cái bổn phận đâu. Rồi không có dẫn nước vô cho có trong cái ruộng nước nó đầy đủ, rồi không có cho nó chút phân chút gì á, rồi ngồi đó cầu khấn, bây giờ tôi gieo hột giống xuống rồi đó, cầu mong là mùa màng tôi sẽ được mà tốt đẹp đó. Mình không có làm tròn cái phận sự của mình thì ngồi đó cầu khấn, thì cái mùa màng cũng đâu có bằng như cái ông kia. Tại vì ông kia đó là ta làm nó đầy đủ, đó. Thành ra đó cái vấn đề mà cầu mong á, do phước thiện con làm đây sẽ tái sanh lại cõi chư thiên làm người giàu sang đầy đủ đó, cái này vấn đề này á, có những lúc mình không cần phải cầu mong. Thành ra đó hồi đó có một lần cái có một cái bà là thí chủ đến làm phước, thì ngài hòa thượng siêu minh ngài dặn nhau đừng mong cầu gì hết. Thành ra đó có nhiều khi á, chúng ta là do cái thói quen, do những cái dính mắc là mình mong cầu này nó đủ thứ chuyện đó. Chúng ta làm tròn bổn phận thì nó cái quả phước nó sẽ đến. Còn nếu mình làm không có đầy đủ, không có tròn gì đó, bây giờ mình có mong cầu á thì nó cũng bị trục trặc thấy không? Đó, nhưng cái giải thoát á, cái giải thoát á là mình mong cầu tại vì á, để gì, để nó luôn luôn cái chí, cái hoài bão, cái chí hướng nó sẽ dẫn dắt mình đi, nhắc nhở mình đi đến cái thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi đó. Thì cái chí nguyện để mà hướng đến cái sự giải thoát thì mình nên nguyện, nhưng mà nguyện đến một lúc nào đó mà cái chí nguyện này nó mạnh mẽ, mình tạo trữ các pháp độ đầy đủ thì mình khỏi nguyện nữa, mình cũng sẽ đạt đến cái các môn học mình học đầy đủ, mình nhớ bài ở kia rồi, thì giờ mình có mong cầu là thi đậu, mình làm bài nó vẫn tốt. Mình không mong cầu
mình làm tròn bổn phận, bài vở mình học đầy đủ thì mình vô mình làm bài nó vẫn tốt như thường, cũng đạt được kết quả của sự học. Thành ra có những cái mình mong cầu mà có những cái mình cũng không cần mong cầu. Khi mà chúng ta thực hành đầy đủ các pháp, các cái bổn phận thì nó sẽ đạt đến. Và bây giờ thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Và bây giờ mời cô Kim Nhung sám hối rồi sư xin chúc kết thúc buổi sinh hoạt. Thì giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ra ngang, chúc quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thầy. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, bài học đã kết thúc, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamang ghe na wan de hang ba da bang so va ru ta mang bu the yo kali to do so bu tho kha ma tu tang ma mang Uttamang ghe na wan de hang tham manh cha du vi thang wa Uttamang ghe na wan de hang sang khanh cha du vit ho ta mang sang khe yo kali to do so sang kho kama tu tang ma mang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Hãy xin thay mặt chư tăng